Supercell.vn giảm giá nick càng thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào Supercell.vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm tất cả bạn một clip siêu phẩm, đó là Sinestra các bạn nhé. Đây là một vị tướng mà nó xuất hiện trong tất cả các giải đấu chuyên nghiệp và lớn nhất trên cái thế giới này. Thì vị tướng này tại vì sao nó lại xuất hiện trên những giải đấu hoặc những cái ranh đỉnh cao, ranh cao? Thì mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn biết lý do vì sao Sinestra lại mạnh đến như vậy. Và trước khi đến với clip này thì mình xin sorry anh em, 4 ngày qua không làm clip bởi vì mình vừa về quê, anh em hãy thông cảm nhé. Vừa về quê tránh dịch anh em ạ. Khi mà tình trạng ở các thành phố thì dịch nó rất là căng, cho nên là mình thôi tốt nhất là về quê ăn Tết nghỉ ngơi. Thì trong thời gian mình nghỉ ngơi và mình sẽ cố gắng cải thiện nhất để chuẩn bị live stream để phục vụ cho tất cả anh em xem những trận đấu live stream đỉnh cao. Rồi và anh em đừng quên đăng bản nào nhu cầu mua nick chuẩn bị sử dụng Tết thì anh em đừng quên làm hãy vào nhắn tin vào số Zalo của mình nhé. Mình sẽ team nick theo yêu cầu anh em để có thể đạt được cái nick giá rẻ hơn. Và anh em nào có nhu cầu mua nick hiện tại con Huy đi chưa có đâu, cho nên hy vọng mua nick thì có thể nhắn tin vào đây cho mình. Và clip Sinestra này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cơ bản dành cho anh em nào mới chuẩn bị hoặc đang chơi Sinestra để tham khảo và học hỏi kỹ năng của nhau. Đấy, như bạn thấy thì mình sẽ bật vào cái tâm đánh xa, sẽ đánh lừa bố và khi mình cảm thấy đủ đám mình sẽ kích hoạt lại ngược lại và mình sẽ nổ đám đất to. Nôm na rằng Sinestra thì là một cái vị tướng có thể đánh cận chiến hoặc là đánh xạ thủ, cho nên là các bạn có thể kích hoạt những cái tình huống đánh khác nhau tùy thuộc vào mỗi giai đoạn đánh. Thì như thế nào, khi nào nên đánh cận chiến? Cận chiến thì đương nhiên đó, chúng ta đánh cận chiến thì sẽ khỏe hơn, sẽ đánh đòn đánh tay sẽ đau hơn. Nhưng Sinestra thì ngoài cái chương 1 ra thì nó sẽ không còn cái tiếp cận nào được. Cho nên các bạn khi sử dụng đòn đánh cận chiến, chúng ta sẽ đánh những cái vị tướng chúng ta tiếp cận được mục tiêu. Còn khi không tiếp cận được mục tiêu thì chúng ta sẽ kích hoạt chiêu 2 và ở trong trạng thái đánh xa giống như xạ thủ, chúng ta sẽ đánh. Và trong cái trạng thái này, thì nó sẽ giúp cho mỗi đòn đánh của Sinestra sẽ tích hoặc là sẽ được cầm dồn, và khi đủ nổ hoặc đủ đau thì chúng ta sẽ kích hoạt thì nó sẽ nổ một lượng đám rất là to các bạn nhé. Rồi ok, mình sẽ nói đến cái đòn cận chiến. Cận chiến, Sinestra là một vị tướng có hầu như là sát thương chủ lực của nó đến từ những đòn đánh thương các bạn nhé. Còn chiêu 3 của nó thì chắc chắn các bạn đã biết rồi, đó chính là sẽ hút máu của đối phương. Thì đương nhiên cái chiêu 3 này bắt buộc các bạn sẽ phải dùng khi máu các bạn thấp hơn đối phương nhé. Chứ anh em thật đấy, anh em đừng bao giờ thấy anh em phun máu mà nhiều bạn thật đấy. Nhiều bạn chơi Sinestra mà anh em mình nhiều máu hơn nó, mình hút nó các bạn. Bởi vì cái quán tính, gọi là cái quán tính từ những các bạn chơi các vị tướng khác, khi team một vị tướng địch gần chết rồi, các bạn sẽ kích hoạt chiêu 3 để kết liễu nó. Nhưng Sinestra không phải như vậy, các bạn sẽ hoán đổi cái lượng máu của tất cả các bạn cho thăng team địch đấy. Nếu mà team máu nó thấp hơn mình thì thôi các bạn phải biết rồi đấy, có những chẳng khác như giúp cho nó có thêm một lượng máu cả. Nhưng các bạn hãy cân nhắc chiêu 3 chỉ khi sử dụng khi lượng máu của mình thấp hơn của nó các bạn nhé. Đấy rồi, còn mình sẽ phân tích lại hai cái đòn đánh đánh cơ bản để các bạn biết được cách làm thế nào, khi nào thì đánh thương, khi đánh cận chiến, khi nào đánh dai tay. Cận chiến chúng ta sẽ chỉ đánh khi chúng ta tiếp cận được mục tiêu những vị tướng tay ngắn, chẳng hạn như lừa bố. Nếu thằng lừa bố solo với mình ấy thì các bạn đừng có giải gì mà dùng chiêu 2 để đánh lừa bố nhé, mà các bạn phải đánh thương như này này, nó sẽ được như nào ạ, hồi máu. Thì mình là thật lừa bố phải gọi là ông cụ tổ về đổ hồi máu luôn. Đây từ từ, đây quá đập thằng mít của nó cái đá, bình tĩnh anh em. Rồi, cứ bình tĩnh anh em ạ, bình tĩnh, đấy, quá ngon luôn. Đấy, rồi, hồi máu, đấy, các bạn thấy chưa, rất là mạnh nhá. Cái đòn đánh cận chiến này của Sinestra nó rất là bá đạo luôn. Đấy, cực kỳ bá đạo, bởi vì là cái lượng hút máu tí nữa thì mình sẽ có một cái pha solo với lừa bố. Tại vì sao mình lại nói là lừa bố hút máu phải gọi thằng Sinestra bằng ông cụ tổ? Là bởi vì ngoài cái đòn đánh thương hôi máu đó thì khi thấp máu ấy thì nó có thể hút ngược lại máu của thằng mạnh hơn. Cho nên để mà Sinestra solo với bất kể một vị tướng hôi máu nào ấy thì chúng ta không sợ. Nó gì ngại nhất một điều các bạn biết điều gì không? Đó chính là không đạt được cái tâm đánh. Rồi cái khoạt chết nổ đám chết một chính không? Tóm các bạn nắm tóm. Thì thường ấy cái chiêu 2 này các bạn sẽ đánh cho mình tầm 5 lần trở lên.
thì cái lần sát thương nổ nó sẽ rất là đau nhá. Đừng các bạn đừng có hấp tấp mà lại kích hoạt luôn. Các bạn phải đánh cho mình 5 lần hoặc 6 lần, 7 lần. Mắc đi, đánh mắc cho mình, đánh kẹp ngá đi. Đây, cái pha này đánh thì 1 này, rồi. Đấy, các bạn cái nổ đám rất là to các bạn nhá. Cách chơi của nó là như vậy nhá. Cách chơi xin đất trắng rất đơn giản thôi. Đây, từ từ này, chiếu 1 lão lên để tiếp cận này. Hoặc nếu chiếu 1 đứng im thì các bạn sẽ tăng hình luôn nhá. Chiếu 1 đứng im thì tăng hình, cái này ai biết rồi. Cho nên là thường những cái pha tăng hình này thì rất ít khi sử dụng. Trong một trận đầu chỉ sử dụng vài cái outplay ấy thì hiệu quả, nhưng khi nào cũng sử dụng thì sẽ không hiệu quả đâu. Cho nên là cái chiếu 1 tăng hình này sẽ sử dụng tùy tình huống, cho nên mình sử dụng được tốt. Rồi, tập trung phám thôi. Phám thì mình sẽ tập trung đánh phám tay dài các bạn nhé, để cho tiền lời hơn. Còn các bạn biết không, đánh tay ngắn thì mình tí là sẽ solo lừa bổ cho các bạn biết được cái đồ hút máu kính gì như nào. Đấy, xin đánh giá cái bài toán của nó rất đơn giản thôi. Làm thế nào để được đánh? Đấy, làm thế nào được đánh? Còn khi cái đo đánh tay này thì mỗi lần đánh thì sẽ hút bị bản thân của Sinetra sẽ bị mất 4% cái lượng máu. Cho nên là các bạn hạn chế kiểu đánh mà cảm giác như là không cần thiết thì không nên dùng chiêu 2 các bạn nhé. Còn chiếu 1 thì nó hôi máu cực kỳ kinh gì đâu. Cái đo này cần chiến hôi máu kinh gì đâu. Đấy, lúc mình phám như thế này thì rất ok thôi. Đây, sốc chết rồi đấy. Nổ lại chết thôi, không cần phải nổ luôn. Thế lừa bổ cái gì? Tảo quật được. Các bạn xem máu mình hôi không? Ôi ôi, đánh cái đếch gì mà hôi vắt cân phun mỏi như vậy. Tí nữa anh em nhé, tí mình sẽ cân 2 cân 3 nhanh như xem. Trời ơi, con xin được ra này. Đấy, cái khó của thằng xin được ra này đó chính là khi các bạn cật bật cần chiến, các bạn không đập được, không đánh được thằng nào cả. Cho nên lý do thằng xin được ra nó kiểu đòi hỏi những người chơi có kỳ năng tiếp cận mục tiêu là như vậy. Bởi vì bốn gì cái chiêu 2 này ấy, nó ok, hiệu quả thật. Nhưng khi các bạn bật, các bạn chết chắc các bạn được đánh nhiều. Đấy, lao lên, đấy bắn 2-3 rồi chết, không cần phải chết. Đấy, không cần phải tích nội tải, đòn đánh rất là đau các bạn nhé. Chắc chắn đâu, full down các bạn nhé. Bởi vì con này là sẽ có một cái đó là huyết tế này các bạn. Khi các bạn đạt được đủ nổ nó ấy, thì khi các bạn gần chết các bạn sẽ bật huyết tế thì nó chả khác gì một cái mảng hôi sinh các bạn ạ. Hai mảng cộng thêm chiêu 3 nữa thì nó giết cái thằng này rất là khó luôn các bạn. Cái gì đấy? Đây các bạn xem này, đánh cần kiến này, các bạn xem cần kiến nhá. Thằng đấy rồi giết tu len rồi, cần kiến. Ủa trời ơi, lừng bố thì còn thằng này là ông sư tổ anh em nhé. Thằng nào hôi nhiều hơn nào kính gì không? Rồi, đương nhiên đối với những vị tướng ngày nay thì chúng ta có cách cắt chế đơn giản thôi, đó chính là lên những cái chống hơi máu. Sinetra nếu mà bị được coi là một những vị tướng hút máu kính gì năm top, những vị tướng hút máu tốt nhất của League of Mobile, trong đó có lừa bố. Mà về cái đồ hút máu thì lừa bố thì gọi ông này là sư tổ, cho nên chỉ cần khắc chế nhẹ là lên cho mình build đồ chống hơi máu thì Sinetra sẽ không còn hiệu quả được nhiều khi đánh những đòn đánh cần chiến cả. Nhưng các bạn nên nhớ rằng để cho Sinetra tiếp cận vào mục tiêu thì các bạn phải hiểu đấy, chỉ cần chạm được vào người thôi thì không bao giờ chạy được. Mình nói thật khó có thể mà chạy được Sinetra. Đấy, thứ nhất khi dùng chiêu 1 lướt lên nó sẽ được đánh một khoảng cách và làm chậm đối phương, và đánh vài lần đánh thương thôi thì các bạn sẽ không còn máu để chạy nữa. Mà nếu các bạn chạy thì Sinetra sẽ kích hoạt chiêu 2 đo đánh xa thì không thể nào chạy được. Đấy, còn tổng quan về vị tướng này thì mình chỉ khuyên các bạn một chút, đấy là một vị tướng nó thiên về kỹ năng này gọi là kỹ năng tiếp cận mục tiêu, còn ra vào giao cánh thì nó không phải là một vị tướng có mắt tổng tốt, các bạn nên nhớ nhá. Sinetra không phải là một vị tướng có mắt tổng tốt, cho nên cái việc mà lao vào cân 4, cân 5 thì đó là không khả thi. Bởi vì bốn gì đâu, chiếu 3 của nó cũng sẽ phải cân 0.5 đến 1 giây để nó có thể hút máu. Nếu mà Sinetra các bạn bay vào 4 đến 5 thăng chỉ cân 0.1 giây thôi là năm luôn. Cho nên các bạn hãy cân nhắc cho mình. Đấy này, cái phá này nổ này, ôi cái thằng bò này nổ mất máu kiếp. Đánh thằng bò mà mình mất máu anh em ạ, không biết nổ chết đâu. Rồi không đợi máy máy của anh em rồi, tao sổ mới chết luôn. 1-2 ồ không đủ đám anh em ạ, thôi lùi phát kiếp. Đánh con mo 86% máu đập chi anh em ạ, ngây luôn. Rồi, và có một cái video là đi cân nhắc với anh em ơi. Tết thì xuất sáng rồi, anh em nào có nhu cầu mua nick thì đừng quên hãy nhắn tin vào số Zalo của Cân Trân nhé, để mình có thể là tư vấn anh em. Còn hiện tại Quân Huy bên anh em thông cảm, thực sự thì Quân Huy bây giờ thì không có nữa, mà đặc biệt Quân Huy 99 này nhá. Quân Huy 99 của mình ấy, mình bán hình như cho được tầm 100 mấy chục, tầm gần 200 người, mà đủ 3 người bị bán hết.
cái tỷ lệ nó cực kỳ thấp luôn, gọi là cái tỷ lệ nó rất là thấp, đúng 30 nhá. Cái này là mình công khai thật, nhưng mà thực sự là hiện tại hết rồi nhá, có là mình sẽ bán đấy, cực kỳ rẻ mà cực kỳ an toàn luôn đấy. Có những người mua tầm 7,000-8,000 con huy chả bao giờ bị gì, mà có nhiều người đến mua 1,000 con huy đấy, 1,000 con huy thì bị bán, nhưng mà nạp vào tầm khoảng 200 con huy là được mở nick. Cho nên là cái con huy của mình ấy thì nó kiểu là cái hàng này gọi là hàng an toàn, kiểu là hàng kiểu có nguồn gốc, cho nên là kiểu tỷ lệ bán cực kỳ thấp. Và nếu bạn nào bị bán ấy thì các bạn ngay hôm đó hãy để đê cho mình, chắc chắn sẽ về luôn. Bởi vì bán hàng trăm người mà chỉ có 3 người bị đấy. Hiện tại là có 3 người bị nhé, của mình có 3 người bị trong cái đợt bán vừa rồi, cho nên cái tỷ lệ nó rất là ít. Và con huy của mình thì không biết ra năm có hay không, có thì mình sẽ hy vọng làm cái là con huy đấy. Thứ nhất là giá cả anh em vừa rẻ, thứ hai nếu bị bán ấy thì nạp vào cũng rất là rẻ để mà lấy đấy. Thường thì là nói chung là ví dụ trong 1,000 con huy là các bạn nhé, đơn giản cực, các bạn ví dụ tiêu tầm 100, 200, 300 con huy ấy, thì nó sẽ bắt đến tầm, nó hầu như không bao giờ bắt đến hết 1,000 nữa đâu, thì bắt đến tầm vài trăm thôi. Và vài trăm này các bạn nạp thẻ vào ok, rất là đơn giản luôn các bạn nhé. Và cân nhắc đăng ký con huy đấy thì bạn nào chưa bị bán thì nên dùng, còn bán thì khuyên các bạn không nên dùng nhé. Đấy, dù sao thì là cũng là con huy nhìn nhìn đó, không phải là hàng an toàn, không phải là hàng bảo hành đâu, cho nên các bạn hãy cân nhắc mình điều đấy. Rồi, từ lao lên đánh xa, 1, 2, ôi trời ơi, nổ mắt gần chết anh em ạ, kinh gì luôn. Từ ôi giời, cái gì tao con huyết tỷ nhá, bắt tao tỉnh gì tao con kêu ba luôn á. Rồi quật thằng bò này thôi, mân chi quật thằng này cho mân chi cho tôi tổn máu. Về thứ hai là bắt đầu là mình cũng dự tính là chuẩn bị lái tím làng, nhưng mà thôi về nghỉ ngơi, về ăn tết, năm nay ăn tết sáng suốt rồi ta sẽ bắt đầu là chuyển tiếp một năm dài dằng dặc mà đấy. Về thứ hai là các bạn có thể thấy các thằng Quang Hải đấy, để trọc thử tính toàn là mấy thằng cú của mình ngày xưa trong lo của mơ sướng. Không biết các bạn nào có coi cái thời ngày xưa không? Từ ngày xưa giống như thằng Sẩm này, Khốn này, Sét Rớt này, rồi là Trọc này, rồi là Kiệt này, thằng Kiệt thì nói chung là nhiều bạn nào thế rồi ấy thôi, nói chung toàn là thân đông của mình nhé. Đấy, thằng Quang Hải thì là một cái thằng mà nói chung là mình hầu như là mình gọi nó khi tất cả mọi người không biết nó là ai cả, bởi vì mình nhìn được cái tài năng của nó ấy. Cái tài năng của nó không phải là cái tài năng thiên bẩm, mà đó là cái sự kiên trì và cái sự đam mê. Thằng Quang Hải các bạn phải biết, nó chơi game cực kỳ nhiều luôn. Đấy, mình thấy cái sự đam mê của thằng Quang Hải thì mình gọi nó vào trong Sài Gòn ấy, cái đợt mình gọi thằng Quang Hải vào Sài Gòn ấy. Đấy, hôm nay nó thành công như vậy là rất là vui đó. Đấy. Các bạn phải biết là thằng Quang Hải là một cái thằng chăm chỉ, nó là thằng cần cù bù thông minh nhá. Để mà nó kỹ năng thì kỹ năng cá nhân thì nói chung không bằng thằng Trọc đó, không nhanh nhảy bằng thằng Trọc thằng Kiệt. Nhưng để mà nói siêng năng ấy, gọi là luyện tập siêng năng ấy, thì Quang Hải là thằng ok nhất. Không thằng nào luyện tập bằng Quang Hải nói mình, nó thật các bạn. Hắn rất chăm chỉ nhân ở mình nhận chơi game cả ngày. Ngoài cái việc lái tím ra ở bọc mạch thì hắn suốt ngày luyện với hắn chơi các vị tướng. Đấy, chơi cả ngày nhưng mình thấy cái tố chất đấy. Cho nên là trong cái liên quân này ấy, sẽ chia ra hai loại người. Ở trong tuyển thủ chuyên nghiệp, một người nó có cái kỹ năng bẩm sinh, mà thường những cái người kỹ năng bẩm sinh thì nó rất nhát luyện tập. Đấy, nó thẳng một câu luôn, bởi vì nói chung những cái người có kỹ năng bẩm sinh ấy, người ta nghĩ nói chung có một cái tối hơi góc cá một chút là nghĩ là bản thân mình ok, kỹ năng ok rồi, cho nên cái phần luyện tập ôi chị phải này cái gì đấy, ôi trời, nắm thẳng rồi xong rồi máy bật huyết tế rồi còn chưa bá nhá, nước rồi tôi chơi mới luôn cấm luôn, tôi còn chưa bá đâu, đây đến rồi xúc rồi trẻ thôi, ra coi xin chạy thôi. Các bạn phải chơi một phá một cân bổ nhé, thích là bẩm xích, thích là tao bẩm xích luôn. Đấy, chúng mày thích cho tao bằng xích. Đấy, tao quật mình luôn, từ thân đồ này. Mình sợ không phải tỏi đó, tao không sợ gì hết. Này, từ mình đi tình nhé, chuẩn bị con kêu bác. Rồi, tao xúc bê kết bê luôn. Ui dồi ôi, chơi tao. Đấy, Sinetta chơi rất là mạnh, nên anh em hãy cân nhắc vì tưởng Sinetta các bạn nhé. Rồi, thì cái man combat sắp tới của mình thì hy vọng mình sẽ có thể là tuyển thêm hoặc là chưa mổ thêm vài nhân tài. Thì các bạn nào mà gọi là cảm thấy các bạn có kỹ năng thì có thể nhắn tin mình sẽ giúp đỡ các bạn đấy. Nhưng cặp thân thiết thì nói chung là để mà nói thì quá bàn tay của Cương Lao thì hầu như thằng nào thành công hết. Mình nói thật các bạn á, quá bàn tay Cương Lao chỉ cần mình ngắm được, chỉ cần cái bản thân mình nhìn được, thứ nhất một là có kỹ năng, hai là có nỗ lực trong chơi game tiến tới được, chỉ cần Cương Lao mà gọi ấy, các bạn sẽ thành công thôi, mình thề luôn các bạn nhé. Đấy,
100% mình đã có tỷ lệ ngắm của mình 100% thành công mà. Thằng nào mình gọi đến cùng đều thành công hết. Không thành công trong giải đấu chuyên nghiệp cũng thành công trong livestream, không thành công trong livestream thì cũng thành công trong cuộc sống. Đấy, nôm na như vậy. Rồi mình nghỉ clip để kết thúc, và các bạn đừng quên đăng hành để lại cho mình một nút comment nhé. Và về quê thì mình cùng cố gắng ra ngay một clip để chuyển đấy nhé, để tâm sự. Rồi cảm ơn anh em nhé, và tất cả các bạn em mà yêu, bye bye.